Thì Dương xin kính chào quý anh chị nha. Thùy Dương mới vừa nhận được một cái thông tin rất là khẩn cấp của một số anh chị em hoạt động bí mật đó, họ cung cấp cho Thùy Dương. Cái thông tin nó cụ thể như thế này nè quý vị. Là thông báo khẩn cấp các anh chị em gửi cho mọi người cùng biết nhé. Tuyệt đối không ăn táo, cam, quýt, lê, nho, các loại hoa quả từ Trung Quốc. Bên đó lên TV lệnh cấm dân ăn vì có chất gây phá hủy nội tạng trung quốc lập tức đẩy hàng sang việt nam bán tin chính xác từ đại sứ quán việt nam ở trung quốc báo về mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả trung quốc thực tế thì khách du lịch trung quốc sang việt nam cũng không dám ăn hoa quả của chính nước mình sản xuất hãy loan tin vì nhân dân việt nam nó gửi tới tin nhắn này tới tất cả bạn bè của bạn thì khi mà Thùy Dương nhận được cái nội dung này đó quý vị á thì uh, Thùy Dương lại lên trên uh, báo thanh niên Thùy Dương đọc thì vào đêm ngày 15 tháng 9 lúc 20 giờ ở đây Thùy Dương cho anh chị có cái nội dung thì anh chị thấy là 20 giờ 38 phút 15 tháng 9 2023 thì anh chị thấy có một cái tiêu đề người ta nói, nó ghi cái gì nó, anh chị thấy nó ghi là cái gì? trái cây Trung Quốc bất ngờ hút khách, nó, thì Dương coi nó ghi cái gì nữa, chữ bự quá, phải không? cháy hàng ở Aro Việt 2023, trời ơi, sao mà thì Dương thấy có một cái sự trùng hợp một cách bất ngờ như vậy, không? 15 tháng 9 này quý anh chị đó, 20 giờ 30, um, 20 giờ 38 phút nè, đó. Ôi oh à yeah, trời ơi thiệt tình nó thì bây giờ thì dương đọc cái nội dung này cho quý vị nghe nha mới ban đầu á thì dương nghe cái tên là aro aro việt mình cứ ngồi là cái này nó ở đâu ta mình lúc đó thì dương cũng không thấy chữ việt nữa mà mình đọc mãi mình mới thấy ở tại việt nam đưa đến hội trợ triển lãm nông nghiệp quốc tế aro việt 2023 để quảng bá nhiều loại trái cây trung quốc bỗng trở thành sản phẩm bán chạy thậm chí trái hàng đó là diễn biến, đó là diễn khá biến bất ngờ đối với doanh nghiệp Trung Quốc khi lần đầu tiên tham dự Aro Việt 2023 do Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội. Tại đây nhiều loại trái cây Trung Quốc bán rất là chạy, trời! Người dân Việt Nam mình sao ghiền trái cây Trung Quốc vậy? Nè, quý vị thấy không? gian hàng trái cây Trung Quốc thu hút rất nhiều khách tại Aro 2023 rồi xong phim. Chị Nguyễn Thảo My, nhân viên bán hàng công ty cổ phần chuỗi cung ứng Liên Hợp Trung Quốc cho biết tại Aro Việt, doanh nghiệp có hai gian hàng trưng bày lan hồ điệp, rau và trái cây nhập khẩu từ tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Trong ngày đầu tiên mở gian hàng, chị My khá bất ngờ khi nho, sữa, lựu, táo. Đó, nho là người ta kêu, nãy ta kêu gì? Không ăn cái gì? Nho, táo, có rất nhiều khách đến mua Toàn bộ số hàng mang đến hội chợ đều bán hết Khách hỏi mua rất nhiều Nhưng không có hàng để bán Chỉ giữ lại vài hộp hàng mẫu trưng bày Chúng tôi đã liên hệ ngay các nhà cung cấp Từ Trung Quốc chuyển sang Dự kiến sáng ngày 16 tháng 9 Hàng sẽ về đến nơi để bán lẻ Và giao hàng cho khách đặt trước Chị My nói cũng theo chị My, ngoài tham gia hội chợ, doanh nghiệp này đã mở trung tâm giới thiệu sản phẩm trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội phục vụ người tiêu dùng. Ghi nhận tại khu gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc, các loại trái cây được đóng hộp rất là đẹp mắt. Ừ. Da. tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra đối với người dân quê tôi luôn. Các cách bán hàng khá linh hoạt, dựa theo nhu cầu tiêu dùng hoặc để làm quà biếu, tặng, hàng sẽ có mức giá khác nhau. Cụ thể với nho sữa giá bán theo hộp ba chùm là 400.000 đồng Trời nó đâu có rẻ đâu quý vị Nếu không có nhu cầu đóng hộp nho được bán lẻ với giá loại A quả to là 140.000 đồng một ký Loại B quả nho 95.000 đồng Quả nhỏ 95.000 đồng một ký Nó đâu có rẻ đâu mà nó không an toàn nữa Tương tự với táo giá bán lẻ là 50.000 đồng một ký Đối với loại hay quả 1 ký Loại nhỏ hơn giá 35.000 đồng một ký nếu là loại đóng hộp 6 quả giá 250.000 đồng một ký hả đây lựu ừ, quá trời luôn nó đây kinh khủng quá thì quý anh chị thấy đây là cái mấy cái trái mấy cái này là mấy trái lựu phải không ừ. rồi cái gì trái cây trung quốc đội lốt việt nam nữa thì, thì mấy hôm trước á, thì Dương nghe ngày bữa 11 tháng 9 đó quý vị 11 tháng 9 thì những cái lô hàng ví dụ như mít sầu riêng là đưa qua bên bên trung quốc là đưa hết luôn nhưng mà sau đó một ngày 12 tháng 9 là toàn bộ những cái container mà sầu riêng á, bị trả về việt nam hết luôn trả hết luôn mà bây giờ nó tại tổ chức cái hội chợ Để mà nó đưa hàng Trung Quốc qua bán Và người ta mua sạch luôn Cho nên là Thùy Dương nói với anh chị là Anh chị thương thông tin này đến nha Tại vì khi mà ăn những cái đồ ăn mà Ví dụ như trái cây mà Thùy Dương nói đó Như là Ví dụ như là Táo cam quýt lê nho lựu đồ đó Thì nó sẽ làm cho nội tạng của mình bị phá hủy ha và cái thông báo này á là từ đại sứ quán việt cộng ở ở bên trung quốc họ thông báo về đó mà không biết họ thông báo bằng cái đường nào không biết tại sao họ không lên truyền hình nó không đưa lên truyền thông tôi không biết là bà con ở trong quốc nội á, có biết được cái thông tin này không nha truyền hình tụi việt cộng nó có đưa lên hay không mà tôi nghĩ chắc nó không dám đưa lên phổ thông đâu gọi là phổ biến đâu tôi nghĩ nó không dám làm cái điều đó đâu cho nên mọi chuyện nó đều có một cái sự tình cờ một cái sự trùng hợp nào đó mà mình thấy nó rất là khó hiểu nó vô cùng là khó hiểu luôn đây là cái bài báo mà thùy dương nói với lại quý anh chị là để tôi gõ ra cái đó tôi tìm lô hàng sầu riêng bị trả về An dễ à, không đó hàng trăm container chuối mít sầu riêng bất ngờ bị tích còi xuất sang Trung Quốc mà cái này là nó đang từ VTC News nè nó nó lại uh, Tuyết còi sầu riêng mít chuối của mình mà nó đưa những cái sản phẩm của nó qua bán với cái giá rất là mắc cho nên tôi thật sự ra mà nói tôi không biết cái tụi việt cộng này nó nó đang làm cái gì luôn Đúng không nó đang làm gì đối với người dân tại Việt Nam luôn một lần nữa anh chị thông báo nha tuyệt đối nha tụi việt cộng anh chị thấy tụi tàu cộng không nó chơi dơ không nó lên truyền thông nó nói với người dân của nước nó nó là không được ăn trái cây do tụi nó trồng để mà bán sang Việt Nam thôi mà bây giờ ở bại tại Việt Nam quý vị anh chị thấy là cái tờ, tờ báo thanh niên cái trang báo thanh niên nó lại nói là cái đây là một cái sản phẩm của Trung Quốc bán rất là chạy là cái gì trong khi bên kia tụi tụi trung cộng tụi tàu cộng nó nói rằng là là nó nó, nó khuyến cáo bà con của nó không được ăn mà bây giờ qua bên đây tờ báo thanh niên là tờ báo Việt Cộng Nói là sản phẩm Trung Quốc bán chạy Sản phẩm của tàu cộng bán chạy Bán hết hàng luôn Và các thương lái, những người buôn bán ở bên Việt Nam Phải liên lạc qua bên 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 Trung Quốc á Để mà, mà, mà đặt hàng Trung Cộng đó, để đặt hàng Là sao? Nó không hiểu Rồi bây giờ là người ta bệnh Ở tại Việt Nam bây giờ mà Thủy Dương mà liên lạc về Việt Nam Đa số hỏi ra người ta bệnh ung thư quá trời luôn Ung thư nhiều lắm chết vì ung thư nhiều lắm quá trời quá đất không chặn được không ngăn được mấy ông nội ngồi trong trong quốc hội tôi biết làm gì trống nữa bây giờ để cho phải dân bệnh thì dân mới đi mới mới móc tiền túi ra dân mới uh, đi khám bệnh rồi mới mua thuốc đó mới bán được chứ bây giờ kinh tế không không đưa sản phẩm ra thế giới được bây giờ chỉ còn có móc túi người dân bằng cách để cho dân bệnh mà dân bệnh thì dân mới móc tiền túi ra đi vô bệnh viện trả tiền bệnh viện thôi chứ còn không có còn cách nào hết hay sao cái cách là để cho dân ăn đồ ăn độc hại như vậy rồi để mà dân vô khám bệnh thì mới bán thuốc được mới làm tiền dân được hay sao trời quý vị thấy nó kinh khủng nó ác không cho nên mà 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 tiếp tục cái chế độ này mà còn là dân cái sức của người dân sẽ cầm cõi luôn sức đâu mà kháng cự rồi, rồi rồi lỡ lỡ có chiến tranh lỡ có xâm lược giặt vào nhà rồi sức đầu chóng bây giờ ở việt nam á anh chị sáng trưa chiều tối gì gọi về Việt Nam là các bạn của 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 của, Thùy Dương này gọi về là nghe hội nhậu không à mình ở ngoài đây mình tính queo ví dụ như 6, thứ sáu thứ bảy mình mới đi chơi mà nhậu cũng có chừng mực bây giờ gọi về Việt Nam là be bé bét luôn xỉn say luôn nó dùng bia rượu đó làm cho con người của mình nó khiếp nhược về tinh thần luôn mà anh chị biết uống rượu say ba bốn giờ mới ba bốn giờ chiều thôi mà xỉn mà say rồi làm việc một chút là ngồi nhậu ăn uống nhậu nhẹt xong rồi tới bốn năm giờ tới giờ đón con xỉn sai như vậy chạy xe để đón con về họ không có ý thức được nó nguy hiểm như thế nào chở con như vậy nó sẽ gây nguy hại cho con lỡ có tai nạn thì sao họ đợi chừng nào mà nó có cái gì xảy ra họ mới hối hận trời ơi nhiều khi giận dễ sợ luôn gọi về việt nam là nghe xỉn gọi về việt nam là nghe nhậu nhiều khi muốn la làng la sớm lên luôn bà con trời ơi, bực bội mà bây giờ là cái cái những cái người xung quanh sớm diện thì dân biết là họ chết rất là nhiều chết trẻ không à